Chào mừng các bạn đến với cuốn sách Trở Về Không của tác giả Joe Vitae, tướng linh dịch. Cuốn sách là những bí mật tối hậu để đạt đến không giới hạn, hiện thực hóa những phép màu trong cuộc sống. Cuốn sách giúp bạn khai phóng chính mình để tỉnh thức, để được hạnh phúc và cho phép siêu nhiên truyền hứng khởi hoặc thậm chí thức tỉnh bạn. Đã đến lúc tạo ra thực tại của chính mình. Chúc bạn nghe sách nói vui. Để nhận được thông báo của những video tiếp theo, bạn nhấn vào nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới và hình quả chuông. Phụ lục E. Tiến sĩ Holland thăm hỏi đứa trẻ nội tâm của ta. Trong khóa học không giới hạn 3, tiến sĩ Holland đã dẫn dắt học viên thiền để gặp gỡ đứa trẻ bên trong chính mình, mà tôi đã ghi lại toàn bộ sau đây. Có một phần trong ta cần biết phương cách vận hành, gọi là tiềm thức. Tôi sẽ đưa bạn đến đó ngay bây giờ. Vậy nên, bạn hãy nhắm mắt lại, như đang thư giãn. Đây là mối quan hệ quan trọng nhất trong sáng thế. Quan trọng hơn bất kỳ mối quan hệ đời thực nào của bạn. Vì vậy, hãy thư giãn, nhắm mắt lại. Tôi sẽ đưa bạn đến với điều mà tôi cho là mối quan hệ quan trọng nhất trong sáng thế. Giữa ý thức và tiềm thức, tức quan hệ mà tôi sẽ gọi là giữa mẹ và con. Người mẹ là ý thức, vốn có quyền lựa chọn hoặc chăm sóc cho đứa trẻ hoặc phớt lờ nó. Bây giờ, chúng ta hãy giả sử, nếu không dùng đến thuật ngữ, ý thức thực sự chính là khái niệm người mẹ trong sáng thế, và tiềm thức chính là đứa trẻ. Và đứa trẻ có tất cả ký ức từ lúc sáng thế và bị chồng chất. Vì vậy, nếu bạn bị trầm cảm, chính sự viêm nhiễm ở đứa trẻ gây ra trầm cảm. Cho nên chúng ta cần làm cho mối quan hệ này hanh thông. Điều đầu tiên cần làm là hãy thực hành thật chậm. Hãy nói với đứa trẻ: "Ồ, lần đầu tiên kể từ lúc sáng thế, tôi nhìn thấy em hiện hữu trong tôi." Đó là việc đầu tiên mà bạn cần làm. Điều quan trọng là nhận thức được rằng có một đứa trẻ nội tâm hiện hữu bên trong. Và bạn nói với đứa trẻ nội tâm này: "Ôi chao ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được em là một phần trong tôi." Kế đến bạn nói với nó rất đơn giản: "Thương lắm, thương lắm." Và sau đó bạn nhìn nhận rằng tất cả mọi khổ đau là dữ liệu được lưu giữ trong đứa trẻ này. Và bạn nói với đứa trẻ rất đơn giản: "Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi về tất cả những ký ức tích tụ mà em trải nghiệm thành nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi đau." Thế là bạn đang nói chuyện với đứa trẻ, nhìn nhận trách nhiệm của bạn về tất cả phiền muộn của nó mà bạn đã tạo ra, đã chấp nhận và tích tụ, và rằng bạn muốn hóa giải điều đó. Và một trong các bước rất đơn giản là bạn phải luôn luôn xin phép đứa trẻ. Không bao giờ được tiếp cận đứa trẻ mà không xin phép. Và bạn hãy làm điều này, hãy nói với đứa trẻ: "Làm ơn, hãy cho phép tôi xoa đầu em bằng tình yêu thương và sự quan tâm." Cứ nói với nó: "Hãy cho phép tôi làm điều này." Và cứ nói như thế. Bạn không cần phải mường tượng bất cứ điều gì, chỉ cần nói thế. Hãy hình dung chính mình đang xoa đầu một đứa trẻ. Và trong khi đang xoa đầu đứa trẻ, bạn nói với đứa trẻ: "Thương lắm. Hãy tha thứ cho tôi về tất cả những phiền muộn đã tích tụ, giờ đây đang lưu trữ trong em. Tôi xin lỗi." Một lần nữa tôi nhắc lại, đây là mối quan hệ quan trọng nhất, bởi vì bạn có thể dạy đứa trẻ này dọn dẹp một cách tự động. Nhưng nếu bạn không nhìn nhận đứa trẻ này, hoặc không thực sự quan tâm đến nó, cách này sẽ không có tác dụng.
Cho nên trong khi đang xoa đầu đứa trẻ hãy nói: "Thương lắm. Cảm ơn em đã hiện hữu trong tôi. Và tôi xin lỗi nếu lâu nay đã lơ là. Có lẽ lâu nay tôi không chăm sóc em chu đáo. Nếu đã lợi dụng em, tôi xin lỗi." Và sau đó bạn làm như thể tự kiểm. Bạn trò chuyện với đứa trẻ về tất cả những ký ức tái hiện dưới dạng vấn đề. Và nói với đứa trẻ: "Nếu em không phiền, hãy giúp tôi giải tỏa." Và bạn bắt đầu từ đỉnh đầu của mình nếu bị đau đầu. Nếu bị đau lưng, bạn bắt đầu di chuyển xuống thân mình. Bạn tự kiểm và nói với đứa trẻ: "Ô, tôi đang bị đau đầu. Xin hãy giải tỏa những ký ức đang tái hiện điều này. Tôi không biết những ký ức ấy là gì. Tôi thậm chí cũng không muốn biết những ký ức ấy là gì. Nhưng em biết. Và điều đó chúng ta có thể cứu dâng cho siêu nhiên thông qua siêu thức. Ta có thể nhờ siêu nhiên giải phóng nó." Trong khi thực hiện bước này, bạn xoa đầu đứa trẻ thật nhẹ nhàng. Rồi bây giờ, bạn chuẩn bị xin phép đứa trẻ để ôm nó nhẹ nhàng chứ không ôm ghì. Ôm ghì làm đứa trẻ sợ. Bạn nói với đứa trẻ: "Hãy cho phép tôi ôm em thật nhẹ nhàng." Và bạn làm điều đó. Hãy ôm đứa trẻ một cách nhẹ nhàng. Rồi bạn ẵm đứa trẻ trong vòng tay và nói với nó: "Cảm ơn em đã hiện hữu trong tôi. Thương lắm. Và tôi xin lỗi vì tất cả những ký ức tích tụ mà em đã trải nghiệm thành niềm đau và nỗi khổ. Hãy tha thứ cho tôi." Sau đó bạn bảo đứa trẻ chìa bàn tay cho bạn. "Hãy đưa bàn tay cho tôi nắm một cách nhẹ nhàng. Em muốn đưa bàn tay nào cũng được." Và trong tâm trí, bạn đưa tay ra đón lấy bàn tay. Bạn cầm lấy một cách nhẹ nhàng vuốt ve. Và một lần nữa nhìn nhận đứa trẻ là một phần trong bạn. "Cảm ơn em đã là một phần trong tôi. Một phần trong tôi mà tôi đã không mấy chú tâm. Và tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Thương lắm." Sau đó, bạn có thể tiếp tục tự kiểm. Bạn có thể xem xét về mặt tài chính. Bạn nói với đứa trẻ: "Vâng, chính ký ức là vấn đề. Tôi muốn em hãy buông bỏ. Hãy buông bỏ." Rồi bạn tự kiểm. Bất kể vấn đề tài chính nào mà bạn đang gặp phải, bất kỳ vấn đề thuế má nào, bạn hãy xử lý. Bất kỳ vấn đề lì gì liên quan đến phát mãi tài sản thế chấp, hoặc bất cứ vấn đề gì, bạn cứ nói, bởi vì vấn đề không phải là phát mãi, vấn đề không phải là tài chính. Chính ký ức đang tái hiện lại những tai ương, chính là khoản thế chấp trong tâm hồn của bạn. Và bạn muốn đứa trẻ đang nắm giữ khoản thế chấp này hãy buông bỏ. Xin hãy buông bỏ. Chúng ta đã thấu chi ở ngân hàng, hay chúng ta đã lạm dụng tiền bạc. Bất kể với những ký ức nào về việc ta đã lạm dụng tiền bạc, lạm dụng tài chính, lạm dụng đất đai, xin hãy buông bỏ. Rồi sau đó bạn xin phép nắm bàn tay kia của đứa trẻ. Hãy cho phép tôi nắm bàn tay kia của em. Rồi trong tâm trí, bạn đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, cầm một cách nhẹ nhàng vuốt ve. Bây giờ tôi muốn bạn hãy thành khiết. Đứa trẻ này là nơi tích tụ tất cả mọi vấn đề, cho nên bạn cần có quan hệ tốt đẹp với đứa trẻ này để phú dâng và phó thác. Cứ thế bạn nâng niu, vuốt ve bàn tay, rồi nhìn lại chính mình và tự kiểm về những gì đang xảy ra trong bản thân, khiến mình gặp vấn đề, tức trải nghiệm vấn đề. Với một số người, bạn khơi dậy mọi chuyện trong cuộc sống và nói: "Thế nhé, tôi không biết những ký ức này là gì, nhưng tôi nhận thấy khi gặp những chuyện như thế, tôi cảm thấy khó chịu và bực dọc. Và không biết như thế nghĩa là gì, nhưng chính là do ký ức trong tôi,
và vì vậy xin hãy buông bỏ. Bạn hãy nói chuyện với đứa trẻ, vốn dĩ là một ngân hàng ký ức. Xin hãy buông bỏ. Đây là mối quan hệ quan trọng nhất, thiết yếu nhất trong toàn bộ sáng thế, giữa người mẹ và đứa trẻ. Nếu thuyết phục được đứa trẻ, người mẹ sẽ thành công. Đứa trẻ sẽ giúp người mẹ dọn dẹp, sẽ sẵn sàng buông bỏ, sẽ sẵn sàng mách bảo. Qua trực giác cho người mẹ, vấn đề này đang dấy lên, ta nên buông bỏ thôi. Cảm ơn rất nhiều. Giờ đây bạn hãy xin phép đứa trẻ để ôm vai nó. Hãy cho phép tôi ôm vai của em. Rồi bạn ôm lấy đôi vai và bắt đầu đối thoại tiếp. Cuộc đối thoại lần này hướng về tình yêu thương. Hãy nhìn nhận sự hiện diện của đứa trẻ. Thương lắm. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em đã hiện hữu trong tôi. Tôi thực sự biết ơn đã có em trong tôi, mà tôi đã không chăm sóc kể từ lúc khởi thủy thời gian. Hãy tha thứ cho tôi vì đã không biết đến em, không quan tâm đến em, đã gây cho em nhiều tổn thương, đau đớn và u buồn. Tôi xin lỗi, tôi yêu thương em, cảm ơn em đã hiện hữu trong tôi. Rồi bạn lại ôm lấy đôi vai của đứa trẻ. Bạn cất lời, xin hãy cho phép tôi ôm vai của em và trao cho em tình yêu thương vô vàn. Xin nhắc lại một lần nữa, nếu bạn đang tìm kiếm đối tác kinh doanh, đứa trẻ này là đối tác kinh doanh tốt đẹp nhất trong sáng thế. Nếu ổn thỏa, mối quan hệ giữa người mẹ và đứa trẻ sẽ mang lại mọi thứ. Bạn đang ôm vai của đứa trẻ, bạn nhìn vào mắt nó và bộc bạch. Tôi đã không biết đến em, tôi đã khiến em đau buồn. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi yêu thương em, cảm ơn em đã sẵn sàng buông bỏ để em và tôi thoát khỏi ký ức. Để em và tôi có thể nắm tay siêu nhiên và Amokwa sánh bước đi vào ánh sáng. Bạn có thể thực hành quy trình này vào buổi sáng. Bạn có thể thực hành quy trình này vào buổi tối. Bạn có thể mất vài phút trong thời khóa biểu bận rộn của mình để kết nối trở lại, để được hiệu chỉnh. Và nếu bạn sẵn sàng thực hành quy trình này, khi ấy đứa trẻ nội tâm sẽ là đối tác của bạn. Giờ chúng ta chuyển sang bài thở 7 nhịp. Hãy đặt hai bàn chân trên sàn nhà. Ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn chân chụm lại và đặt trên đầu gối hoặc trong lòng để thực hành thở. Đứa trẻ trân trọng hơi thở và quá trình dọn dẹp này. Ta hãy tập một chu kỳ thở. Ta hít vào và đếm đến 7. Ta nín thở và đếm đến 7. Ta thở ra và đếm đến 7. Rồi ta lại ngưng thở và đếm đến 7. Thở 7 đợt như thế. Tôi sẽ nói về việc đặt tên cho đứa trẻ của bạn. Có 4 khả năng và chỉ có 4 mà thôi. Và đó chỉ là một đề xuất thôi nhé. Một cái tên bạn có thể đặt cho tiềm thức. Tôi sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó và giải thích. Và sau đó bạn sẽ xoay sở tự làm một mình. Cái tên đầu tiên bạn có thể đặt cho đứa trẻ là Kala. Vốn là một từ tiếng Hawaii, có nghĩa tương đương với mặt trời. Bạn nhớ đọc cho chính xác nhé. Sẽ thật là ngượng ngùng nếu bạn nói chuyện với ai đó biết thứ tiếng này và bạn lại nói Kala, có nghĩa là tiền bạc. Nếu bạn nói Kalat, từ đó lại có nghĩa là sự tha thứ. Mặt trời là Kala. Cả nhà truyền giáo đã bỏ dấu. Họ đặt dấu gạch ngang lên trên
và dấu này gọi là dấu nguyên âm dài, cho nên từ này là Kala. Một từ khác là Kala, tương đương với cuộc sống. Vậy ta làm thế này nhé. Trước tiên bạn tiếp cận với đứa trẻ nội tâm. Nếu bây giờ đã thư giãn, bạn hãy nhắm mắt lại. Chúng ta sẽ nói chuyện với đứa trẻ nội tâm này, kẻ lưu giữ tất cả ký ức và gánh nặng, trong khi ý thức cứ lải nhải và đứa trẻ nội tâm tội nghiệp này cứ phải chịu đựng. Ta hãy thư giãn và tôi thấy tốt hơn. Cả bạn hãy nhắm mắt lại để không bị phân tâm. Trước hết ta nói với đứa trẻ: ôi chào ơi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng có em ở trong tôi. Bạn nhìn nhận sự hiện hữu của tiềm thức Unihibli, khái niệm mà tôi đang gọi là đứa trẻ. Bạn hãy nói: ôi chào ơi, lần đầu tiên tôi ý thức được rằng mình có phần này bên trong mà tôi đã không lưu tâm. Tôi có phần này mà tôi đã lơ là. Tôi có phần này mà tôi đã lạm dụng. Tôi xin lỗi. Bạn nhìn nhận đứa trẻ đang hiện hữu và cứ nói: thương lắm, thương lắm. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em đã hiện hữu trong tôi. Và tôi xin lỗi đã để quá lâu. Đã hằng hà các kiếp đến nay tôi mới nhận ra có em trong tôi. Và tôi chịu trách nhiệm về em. Tôi xin lỗi về sự lơ là với em. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi về bao sự lạm dụng em. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi về bao sự hy sinh của em. Tôi đã ưu tiên cho mọi thứ khác thay vì em. Sau đó bạn xin phép để xoa đầu đứa trẻ. Hãy cho phép tôi xoa đầu em với tình yêu thương, sự chăm sóc và quan tâm. Bạn hãy làm cứ thế với quy trình, cứ vuốt ve nó trong tâm trí, xoa đầu đứa trẻ của mình. Trong khi xoa đầu, bạn nói chuyện với nó là một cộng sự. Nếu không có người cộng sự này, nếu bạn không có quan hệ với phần này trong chính mình, bạn sẽ không bao giờ, chẳng bao giờ, và tôi không quan tâm bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, bạn sẽ luôn luôn chẳng hạnh phúc. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy có đủ tiền. Tôi không quan tâm bạn quan hệ với ai. Nếu có quan hệ ổn thỏa với đứa trẻ, bạn có thể có mọi thứ. Bạn có thể có tiền bạc thỏa đáng, mọi mối quan hệ thỏa đáng. Nhưng trước tiên, bạn phải giải quyết với đứa trẻ. Bạn xoa đầu và nói chuyện với nó: thương lắm. Cảm ơn em, hãy tha thứ cho tôi về tất cả những tổn thương và khổ sở mà em đang trải qua. Và chúng ta sẽ dọn dẹp. Bất kể điều gì dấy lên, chúng ta đều có thể nói: thương lắm, cảm ơn. Các công cụ như nước thái dương xanh đều là công cụ dẫn dắt. Và một khi bạn bắt đầu quá trình truyền dạy cho đứa trẻ cách thực hành, nó sẽ làm. Nhưng nó chờ đợi bạn trước nhất thực hành điều đó, kế đến dạy cho nó. Và nó đang chờ xem những gì bạn làm và liệu bạn có dọn dẹp hay không. Bạn vuốt ve nó rất nhẹ nhàng rồi bảo: nghe này, tôi muốn biết tên. Nếu có một cái tên mà em muốn được gọi, vậy là ta có bốn cái tên. Và bạn bảo: cái tên đầu tiên là Kala, nghĩa là mặt trời. Để xem có tên nào trong số hai cái tên này làm em quan tâm. Và còn hai cái tên nữa, chúng ta sẽ xem liệu có cái nào trong bốn cái tên này là tên mà em muốn. Tên thứ nhì là Kala, nghĩa là cuộc sống. Tôi muốn em xem có bất kỳ tên nào trong số này phù hợp. Và nếu không, thì tôi muốn cho em biết, để tôi có thể tìm một số tên cho em, hoặc em có thể cho tôi biết tên nào thì được.
Bạn đã có sẵn cái tên nhưng bạn vẫn ngỏ lời. Chúng ta hãy xem một cái tên, rồi bạn tiếp tục quy trình và hãy ôm đứa trẻ một cách nhẹ nhàng. Không ôm thật chặt, như ta đã nói lúc nãy, ý quan trọng ở đây là hãy xin phép. Hãy cho phép tôi ôm em một cách nhẹ nhàng, và sau đó hãy ôm lấy. Tôi ôm em nhẹ nhàng. Một trong những đặc điểm của tiềm thức là nó không có quyền quyết định. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, nó không có quyền quyết định. Vì vậy, nếu một ký ức trỗi dậy, nó sẽ bắt chước ký ức đó. Nếu hứng khởi trỗi dậy, nó sẽ bắt chước hứng khởi đó. Vì vậy, bạn phải bắt đầu giúp nó phân biệt giữa ký ức và hứng khởi. Bạn làm điều đó bằng cách cứ dọn dẹp. Bạn đang ôm đứa trẻ, nâng niu nó trong vòng tay và nói, thương lắm, thương lắm. Bạn đang bù đắp lại hằng hà những lúc lơ là. Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi vì đã lơ là, đã lạm dụng và không chăm sóc em. Một lần nữa, chúng ta nên có một cái tên cho em. Ta hãy xem cái tên nào phù hợp với em. Như vậy, đứa trẻ phải chọn tên, chứ không phải mẹ. Tâm trí đề xuất một số tên để đứa trẻ chọn lấy một, và bạn tiếp tục nói chuyện với nó. Tôi có 4 cái tên, và có thể có những cái tên khác nữa. Chúng ta cùng tìm một cái tên cho em. Sau đó, bạn xin phép đứa trẻ để nắm tay nó, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay. Và bạn nói trong tâm trí, em muốn đưa tay nào cũng được, hãy để tôi vuốt ve. Rồi bạn nắm lấy bàn tay ấy thật nhẹ nhàng và bắt đầu vuốt ve. Khi ấy, nếu có bất cứ điều gì mà bạn đang trải nghiệm, một cơn đau đầu, đau lưng hay bất cứ điều gì, vốn chỉ là dữ liệu tái hiện, hãy nói với đứa trẻ, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi vì đã tạo ra, chấp nhận và tích tụ dữ liệu mà em đang trải nghiệm lúc này. Dù là cơn nhức đầu hay đau nhức trong cơ thể, bạn cứ nói chuyện như thế với đứa trẻ, với bất cứ thông tin nào đang diễn ra bên trong khiến chúng ta trải nghiệm vấn đề này. Xin hãy buông bỏ. Và cách để chúng ta buông bỏ là nói với thông tin ấy, thương lắm, cảm ơn, nước thái dương xanh, hãy tha thứ cho tôi xin lỗi, bột ngô xanh. Tất cả những gì ta phải làm là nói trong tâm trí, dâu tây, việt quất. Rồi sau đó ta nói với đứa trẻ, và bây giờ em cũng có thể nói như vậy. Vậy thì nếu bất cứ điều gì trỗi dậy, tất cả hàng triệu triệu những thứ trỗi dậy mà tôi không ý thức được, em có thể dọn dẹp cho chúng ta. Em có thể dọn dẹp. Như thế bạn đang dạy cho đứa trẻ cách dọn dẹp, để trong trường hợp bạn bị vướng mắc, nó sẽ dọn dẹp cho bạn. Sau đó bạn xin phép đứa trẻ để nắm bàn tay kia của nó. Bây giờ hãy cho phép tôi nắm bàn tay kia của em. Hãy nắm lấy một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt ve, và bạn lại thực hiện quy trình đó. Một lần nữa, bạn nói chuyện với đứa trẻ. Nếu bạn đang gánh chịu bất cứ điều gì, dù về tài chính hay bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào đang dấy lên đến mức choáng ngợp, hãy nói với đứa trẻ, ồ, đó chỉ là ký ức tái hiện. Vậy thì, dù bất cứ thông tin nào đang phát tác trong ta, xin hãy buông bỏ. Hãy cứ để nó trỗi dậy, để dâng cho siêu nhiên chuyển hóa. Cứ thế bạn nói chuyện với đứa trẻ một cách thân ái, mộc mạc, rằng mọi thứ chỉ là dữ liệu. Bạn chớ lấn át nó bằng ý nghĩ về sự hiểu biết. Cứ nói một điều gì đó đang diễn tiến. Có thông tin đang diễn tiến bên trong khiến chúng ta trải nghiệm vấn đề này, cho nên hãy buông bỏ. Bạn có thể buông bỏ nó bằng cách nói thương lắm và cảm ơn.
Giờ đây bạn đã có mối quan hệ cộng hợp này và có đứa trẻ giúp dọn dẹp. Cho dù bạn đang ngủ và nếu bất kỳ giấc mơ nào xuất hiện, hãy nói, ồ, chúng ta có thể buông bỏ điều đó. Giờ bạn hãy xin phép đứa trẻ để ôm vai nó. Hãy cho phép tôi ôm vai của em. Và nhìn vào mắt đứa trẻ rồi lại bắt đầu nói, thương lắm, cảm ơn em đã là một phần trong tôi. Rồi sau đó hỏi đứa trẻ xem liệu có bất cứ điều gì nó muốn buông bỏ, bất kỳ thông tin nào trong tiềm thức mà bạn đang trải nghiệm, như sự đau buồn hoặc bất bình, và nói với nó, chúng ta hãy buông bỏ điều đó, bất cứ dữ liệu, thông tin nào đang tái hiện, khiến tôi có cảm giác như đang trầm uất hoặc bất cứ cảm giác gì. Rồi bạn nhắc nhở đứa trẻ, chúng ta hãy tìm một cái tên cho em. Chúng ta có 4 gợi ý, nhưng nếu em có một nhận thức nào mà có thể cho tôi biết về cái tên, thì thật quý hóa. Hãy sẵn lòng cho tôi biết cái tên nào em cảm thấy đúng với em. Bạn cứ dọn dẹp điều này. Bạn dọn dẹp đến mức có thể đưa ra bất cứ thông tin gì cho đứa trẻ, vì đứa trẻ sẽ là người lựa chọn cái tên. Sau đó khi đã xong, bạn cảm ơn đứa trẻ. Cảm ơn em đã đến thăm tôi. Cảm ơn em, cảm ơn em. Tôi rất biết ơn em đã sẵn lòng đến thăm tôi. Thương lắm, thương lắm, thương lắm. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành 7 đợt thở. Bạn đặt hai bàn chân xuống sàn, ngồi thẳng dựa vào lưng ghế. Cột sống của bạn là người thân trong gia đình và tổ tiên. Cho nên khi hít vào, bạn đang hít cho người thân trong gia đình và tổ tiên. Bạn đặt hai bàn chân xuống sàn. Và nếu không chạm tới được, bạn có thể đặt bàn chân xuống sàn trong tâm trí để có thể hít thở từ mẹ trái đất. Vương quốc khoáng sản và động vật, bạn chùm các ngón tay vào nhau, ngón trỏ chạm vào ngón khác, đặt trên lòng và thở 7 đợt. Bạn hít vào đếm đến 7. Ngưng thở đếm đến 7. Thở ra đếm đến 7. Ngưng thở đếm đến 7. Hết một đợt, hãy làm 7 đợt. Mỗi buổi tối mùa hè, một cơn giông dữ dội ập đến. Và trong lúc cơn giông đang hung tợn, một người mẹ đã cho cậu con trai vào giường. Cô đang định tắt đèn thì thằng bé hỏi bằng giọng run run. Mẹ, mẹ ngủ với con tối nay chứ? Người mẹ mỉm cười và ôm thằng bé trấn an. Không được con à, cô ta nói. Mẹ phải ngủ trong phòng của bố. Sự im lặng kéo dài cuối cùng đã bị phá tan bởi giọng nói bé bỏng. Lớn mà nhát. Chúc mừng bạn đã nhận được rất nhiều giá trị từ tiến sĩ Jovite và cuốn sách Trở Về Không. Chúc bạn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.